Chào các em. Hôm nay tiếp theo của bài mặt tròn xoay, mặt nón, khối nón, chúng ta đi qua vấn đề thứ hai, đó là diện tích của hình nón và thể tích của khối nón tròn xoay. Như vậy thì bài đầu là chúng ta đã đi qua các bài toán về xác định mặt tròn xoay, xác định mặt nón và tính một số cái yếu tố trong cái mặt tròn xoay, mà cụ thể là mặt nón. Ở bài này thầy cũng muốn nhắc lại những lý thuyết mà chúng ta đã học, và sau đó chúng ta sẽ qua cái dàn toán là tính diện tích hình nón và thể tích của khối nón. Về tóm tắt lý thuyết thì các em phải nắm lại được thế nào là mặt nón. Thì như bài trước chúng ta đã học này, xét hai cái đường thẳng D và đường thẳng delta. Đây, ví dụ như đây là delta và D. Thì lúc đó hai cái đường thẳng D và delta hợp với nhau một góc là alpha từ 0 đến 90 độ. Thì khi cái xoay cái đường thẳng D này xung quanh cái trục delta, chúng ta sẽ được một cái hình sinh ra được gọi là mặt nón. Và cái mặt nón này khi sinh như vậy thì cái trục mà đứng yên mà để nó xoay quanh này gọi là trục của mặt nón, và cái đường nằm ngoài mà xoay đó người ta gọi là đường sinh. Em nhớ một khái niệm như vậy. Và góc ở đỉnh sẽ được xác định là 2 alpha. Một cái niềm thứ hai chúng ta đã học trước đây đó chính là hình nón. Như vậy là cái phần của cái mặt nón mà giới hạn từ đỉnh cho đến một cái mặt phẳng, mà đây từ đỉnh này cho đến cái mặt nó, cái mặt phẳng mà vuông góc với trục thì chúng ta gọi là hình nón. Và cái đỉnh ô được gọi là đỉnh của hình nón. Cái đường tròn dưới đáy này được gọi là đường tròn đáy, và cái hình tròn phía dưới đáy được gọi là đáy của hình nón. Thứ ba là khối nón. Khối nón là tập hợp những điểm mà vừa nằm trên hình nón, tức là trên bề mặt, vừa nằm bên trong, thuộc bên trong của cái hình nón này thì được gọi là khối nón. Nên các em nắm được ba cái này và phân biệt. Nhưng mà khối nón là gì? Nó là giống như mình hình là một hình đặt, còn hình nón chỉ là rộng, chỉ có bề mặt thôi. Em có thể tưởng tượng như vậy. Và tiếp theo là một số công thức tính diện tích và thể tích. Thứ nhất là diện tích xung quanh của mặt nón. Diện tích xung quanh là diện tích cái bề mặt đó thôi. Thí dụ như ở đây mình có đây là một cái mặt nón, thì khi chúng ta mở cái tờ giấy này ra thì nó sẽ ra giống như cái lá quạt đó, nó giống như một hình lá quạt vậy này. Nó sẽ ra giống như lá quạt vậy. Và diện tích của cái lá quạt này bao nhiêu thì đến chính là diện tích xung quanh của cái mặt nón này. Và thứ hai là chúng ta nói về diện tích toàn phần. Như vậy diện tích toàn phần thì nó bằng diện tích xung quanh cộng với diện tích của cái đường tròn đáy, của hình tròn đáy. Như vậy diện tích của mặt đó thì nó là PR nhân với L. R là bán kính của cái đường tròn đáy, còn L là độ dài của đường sinh. Như vậy thì diện tích xung quanh sẽ bằng là Pi nhân với R này, bán kính đường tròn đáy, và chiều dài của đường sinh. Còn diện tích toàn phần thì bằng cái đó cộng với diện tích của đường tròn này, hình tròn dưới này nữa, thì nó sẽ bằng PR bình phương nữa. Như vậy nó sẽ ra là thành là PRL cộng với PR bình phương. Chúng ta đặt PR làm thừa số chung thì bằng L cộng với R. Và công thức thứ ba chúng ta cũng phải nắm, đó là thể tích của khối nón. Như vậy thể tích là cái không gian mà nó chứa từ bề mặt cho đến bên trong của cái hình nón này này. Và như vậy V thì bằng 1/3 PR bình phương nhân H. H chính là chiều cao của cái khối nón này. Đó là ba công thức mà các em phải nhớ để chúng ta làm các bài tập liên quan tới diện tích và thể tích. Vậy sau khi các em nắm được những cái tóm tắt lý thuyết liên quan tới bài học này thì chúng ta cùng giải các bài tập liên quan tới diện tích hình nón và thể tích khối nón. Thì ở đây thì có đưa ra 5 bài. Bài 1 là người ta cho một cái thiết diện đi qua trục của một hình nón là một cái tam giác vuông cân SAB và có cạnh của góc vuông là bằng A. Yêu cầu chúng ta tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình nón và thể tích của khối nón đó. Vậy là chúng ta cũng phải đi xác định là bán kính của đường tròn đáy này, chiều cao hoặc và độ dài của đường sinh. Thì từ đó chúng ta áp dụng công thức để tính diện tích và thể tích. Bài 2 là tính thể tích của hình nón. Biết mà thể tích của cái hình chóp tam giác đều nồi tiếp bên trong cái hình nón đó là V. Như vậy thì một hình chóp bên trong nó có nồi tiếp, một cái hình nón bên trong nó có một cái hình chóp nồi tiếp, và chúng ta đã biết được thể tích bên trong rồi, chúng ta yêu cầu phải tính thể tích của khối nón bên ngoài. Câu bài 3 là cho tam giác đều ABC có diện tích là bằng S, tam giác đều diện tích bằng S, và cái tam giác đều đó nó lại quay quanh một cái cạnh AC của nó,
Thì thấy ví dụ như đây là cái tam giác. Ví dụ đây là tam giác này. Thì cái tam giác này nó lại quay quanh trục. À, cái cạnh AC của nó thì nó quét ra thành hai cái hình nón chồng vào nhau. Và yêu cầu chúng ta là phải tính cái thể tích xung quanh của cái khối nón tạo thành đó. Và bài 4 thì là cho một hình chóp tứ giác đều có diện tích xung quanh là S và hình nón nối tiếp bên trong nó có góc giữa đường sinh và trục hoành là 30 độ. Yêu cầu chúng ta tính thể tích của cái khối nón tròn xoay đó. Và bài 5 là cho khối nón ngoài tiếp một cái tứ diện đều ABCD mà biết là đỉnh của khối nón này trùng với đỉnh A của cái tứ diện, mà đáy của tứ diện là đáy của cái hình nón. Yêu cầu chúng ta tính thể tỷ số thể tích của tứ diện và cái khối nón này. Thì đây là 5 bài. Thì để nắm kiến thức này thì chúng ta sẽ qua giải chi tiết từng bài một để chúng ta rèn cái kỹ năng giải toán này.